Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngoại trưởng Nga sẽ gây Lavrov nhận định với báo giới sau cuộc gặp người đồng cấp Belarus rằng hầu hết các động thái của phương Tây kể từ khi Nga bắt đầu kế hoạch quân sự ở Ukraine chẳng khác nào một tối hậu thư cho Moscow, bao gồm cả những nỗ lực của Nga nhằm giải quyết xung đột Ông Lavrov nói, gần như mọi thứ phương Tây làm, những gì họ tuyên bố, những gì họ thực hiện trên thực tế kể từ khi kế hoạch quân sự bắt đầu là một phần của tối hậu thư cho Nga trên tất cả khía cạnh. Điều đó bao gồm triển vọng cho một giải pháp chính trị và ngoại giao vốn đã bị phá hoại theo các yêu cầu của Anh vào tháng 4 năm 2022. Cùng với sự mở rộng đáng kể tầm hoạt động của các vũ khí mà phương Tây cung cấp cho chính quyền Kiev, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, Nga không tổ chức bất kỳ cuộc trao đổi bí mật nào với phương Tây về tình hình Ukraine. Ông Lavrov nói với báo giới rằng, chúng tôi không tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán bí mật nào với bất kỳ ai. Phương Tây đã từ chối đàm phán dựa trên một nền tảng công bằng. Đó là chưa kể tới việc ông Zelensky cấm giới lãnh đạo Ukraine đàm phán với Nga. Ngoại trưởng Nga cũng nhắc lại rằng, đề xuất hòa bình do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra ngày 14 tháng 6 – là kết quả của sự phân tích thấu đáo và mang tính xây dựng về thực tế hiện tại. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga cho biết phương Tây không đưa ra phản hồi thực chất nào về đề xuất này. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh thiện chí của chúng tôi đã được thể hiện rõ ràng. Chúng tôi đã cho thấy nhiều thiện chí. Nhiều lần, bắt đầu từ năm 2014, chúng tôi đã đưa ra đề xuất tìm một giải pháp mà các bên đều có thể chấp nhận được đối với tình hình mà phương Tây đã tạo ra ở Ukraine. Chúng tôi đã và đang làm như vậy nhưng gặp phải sự từ chối liên tục. Sáng kiến gần đây của Tổng thống Putin về những cách giải quyết xung đột thực tế cũng gặp phải thái độ tiêu cực tương tự. Tổng thống Putin gần đây đã đưa ra một đề xuất hòa bình mới nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Đề xuất này dự kiến công nhận bán đảo Crimea, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng, cũng như các khu vực Kherson và Zaporizhia là các khu vực của Nga duy trì tình trạng không liên kết và phi hạt nhân của Ukraine phi phát sinh hóa và phi quân sự hóa nước này, cũng như dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga. Bộ Quốc phòng Nga gần đây đã công bố một đoạn video chiến đấu cơ Su-34 của Nga tấn công các mục tiêu quân sự của Ukraine trong khu vực tiến hành chiến dịch. Cuộc không kích này cụ thể nhắm vào lực lượng và các trang thiết bị được ngụy trang của đối phương, sử dụng bom nổ mạnh thả từ trên không được trang bị bộ điều chỉnh. Công nghệ này có thể tạo điều kiện thực hiện những cuộc tấn công chính xác mà không cần vào khu vực trở thành mục tiêu của hệ thống phòng không đối phương. Tiêm kích Su-34 của Nga được coi là một trong những chiến đấu cơ tiên tiến nhất thế giới, được trang bị khả năng tàng hình, bay hành trình siêu âm và các thiết bị điện tử hiện đại. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết các lực lượng của nước này đã phá hủy một bệ phóng hệ thống phòng không Iriste do Đức sản xuất, tấn công 4 lữ đoàn của Ukraine cùng với 75 UAV và 33 tên lửa HIMARS của đối phương trong ngày qua. Ngoài ra, các binh lính thuộc các đơn vị pháo tự hành 2S1 Gvozdika của Nga đã làm gián đoạn nỗ lực xoay vòng lực lượng của quân đội Ukraine theo hướng Donetsk. Sau khi UAV của Nga phát hiện ra động thái xoay vòng lực lượng của bộ binh và pháo binh Ukraine tại các vị trí khai hỏa bí mật trong khu vực Krasnogorovka, Thông tin này đã được gửi về cho các binh lính vận hành pháo 2S1 Kvostika. Đội pháo đã chế áp và phá hủy các lực lượng của Ukraine, tạo điều kiện cho các đơn vị tấn công của Nga cải thiện vị trí trên tiền tuyến. Ở một diễn biến liên quan, nhóm phân tích Deep State của Ukraine mới đây đánh giá các quả bom lượn KAB là vũ khí thần kỳ của quân đội Nga và đến nay Ukraine trên thực tế vẫn chưa có biện pháp đối phó. Máy bay ném bom Su-34 của Nga bay cao và nhanh, có thể phóng một quả bom lượn ở khoảng cách 40 km và thậm chí 70 km nếu mang bom lượn KAB mới hơn và có tầm bắn xa hơn. Khoảng cách này đủ xa khiến lực lượng phòng không hiện tại của Ukraine gồm máy bay chiến đấu và khẩu đội tên lửa thời Liên Xô triển khai trên mặt đất, không phải lúc nào cũng có thể bắn trả. Tuy nhiên, nhà phân tích Justin Bronk cho biết trong một nghiên cứu mới của Viện Các Quân Chủng Thống Nhất Hoàng gia Anh rằng các phi công lái F-16 của Ukraine có thể thực hiện công việc đó. Dù vậy, vấn đề chính là các hệ thống phòng không trên mặt đất của Nga sẽ khiến các chiến đấu cơ của Ukraine gặp nguy hiểm khi bay ở độ cao lớn tại bất cứ đâu ở Ukraine, đặc biệt trong phạm vi khoảng 160 km tính từ tiền tuyến. Phạm vi này hoàn toàn nằm trong tầm bắn của các khẩu đội tên lửa đất đối không S-400 của Nga. Giải pháp trước mắt cho Ukraine là tấn công các máy bay của Nga khi chúng đang ở mặt đất và kho chứa bom lượn của nước này. Chuyên gia Brunk nhận định hiện tại, các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ không quân của Nga là giải pháp tốt nhất của Ukraine để hạn chế thiệt hại mà không quân Nga có thể gây ra cho lực lượng Kiev ở tiền tuyến. Ông Joseph Borrell, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu-EU ngày 24 tháng 6 thông báo đề cập khối tài sản đang bị đóng băng ở nước ngoài của Nga, hầu hết là ở EU, rằng chúng tôi có doanh thu từ tài sản phong tỏa và phải tìm cách để sử dụng chúng, đồng thời tránh các rào cản. Chúng tôi đã thiết lập quy trình để đẩy nhanh việc này. Đợt tiền đầu tiên sẽ đến vào tuần tới, vào tháng 7. Sau khoảng vài tháng nữa là đợt thứ hai, ông Borrell cho biết. Thêm rằng Ukraine sẽ nhận tổng cộng 2,5 tỷ euro, tương đương với 2,7 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, đợt đầu tiên là 1,4 tỷ euro, gần 1,5 tỷ đô la Mỹ. Hồi đầu tháng 5, Bỉ nước chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu EU năm 2024, thông báo các đại sứ Liên minh châu Âu EU đã đồng ý về nguyên tắc đối với các biện pháp liên quan đến nguồn thu bất thường xuất phát từ tài sản cố định của Nga. Theo đó, lãnh đạo của khối 27 quốc gia Liên minh châu Âu EU đồng ý xúc tiến kế hoạch dự kiến giải ngân khoảng 3,3 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho Ukraine số tiền này sẽ được sử dụng để hỗ trợ khả năng phục hồi và phòng thủ quân sự của Ukraine trong bối cảnh Nga mở chiến dịch quân sự. Đợt đầu tiên dự kiến được giải ngân vào tháng 7. Người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói thêm, không có biểu tượng nào mạnh mẽ hơn và công dụng nào lớn hơn đối với số tiền đó, ngoài việc biến Ukraine và toàn bộ châu Âu trở thành một nơi an toàn hơn để sinh sống. Ông Borrell khẳng định Ukraine đang rất cần trợ giúp đặc biệt là thời điểm hiện tại. Tôi hy vọng các bộ trưởng sẽ ủng hộ đề xuất nhằm tăng cường hỗ trợ Ukraine bằng nguồn thu của Nga, quan chức EU cho hay, song không đề cập cụ thể. Khi được hỏi về ý kiến của Hungary, quốc gia đã trì hoãn phê duyệt các thủ tục pháp lý cho quy trình chuyển lợi nhuận từ tài sản Nga cho Ukraine. Ông Borrell cho biết, việc đạt đồng thuận trong trường hợp này là điều không cần thiết, do Budapest đã không tham gia vào các quyết định liên quan tới kế hoạch này trước đây. Ngoại trưởng Hungary Peter Estizato sau đó chỉ trích động thái của EU. Quan chức này cho hay chưa từng có trường hợp nào vi phạm trắng trợn các quy tắc chung của châu Âu như vậy. Các đồng nghiệp của chúng tôi ở Brussels và đội ngũ pháp lý về EU đang nghiên cứu khả năng về pháp lý để đòi lại công lý cho Hungary. Hungary là thành viên NATO nhưng duy trì quan điểm trung lập trong xung đột Nga-Ukraine. Budapest đã từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine hoặc cho phép vũ khí vào Ukraine đi qua lãnh thổ Hungary. Ông cũng phản đối các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga, cho rằng chúng gây tổn hại cho nền kinh tế châu Âu nhiều hơn Nga và chỉ đồng ý với các gói trừng phạt kinh tế sau khi đảm bảo một số miễn trừ và nhượng bộ nhất định cho Hungary. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa phát biểu trong tập podcast được phát sóng mới đây rằng Cả đảng cực hữu tập hợp quốc gia RN và liên minh cánh tả mặt trận nhân dân mới NPF, những ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử quốc hội đều gây nguy cơ dẫn đến nội chiến ở Pháp. Phát biểu trong chương trình, ông Macron nói rằng tuyên ngôn của đảng RN và các giải pháp của họ để giải quyết nỗi sợ hãi về tội phạm và nhập cư đều dựa trên sự kỳ thị hoặc chia rẽ. Ông Macron nói: "Tôi nghĩ rằng các giải pháp mà phe cực hữu đưa ra là không thể chấp nhận được." bởi vì họ đang phân loại mọi người theo tôn giáo hoặc nguồn gốc và đó là lý do tại sao điều đó có thể dẫn đến chia rẽ và nội chiến. Tổng thống Pháp đưa ra chỉ trích tương tự đối với đảng cực tả nước Pháp không cúi đầu, France Anbauer, LFI, một phần của liên minh NPF. Ông Macron nói, có một cuộc nội chiến đằng sau đó, nếu bạn chỉ phân loại mọi người theo quan điểm tôn giáo của họ hoặc cộng đồng mà họ thuộc về, đó là một cách biện minh cho việc cô lập họ khỏi cộng đồng quốc gia rộng lớn hơn và trong trường hợp này, bạn sẽ gây ra một cuộc nội chiến với những người không chia sẻ những giá trị đó. Bình luận của ông Macron lập tức vấp phải sự chỉ trích từ cả hai phe. Chủ tịch RN, Jordan Bardella cho rằng một tổng thống không nên nói những điều như vậy. Ông Bardella được coi là ứng viên thủ tướng tiềm năng nếu RN giành đa số phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới. Ông Bardella tuyên bố tôi muốn tái lập an ninh cho tất cả người dân Pháp. Ông nói thêm rằng RN đã sẵn sàng để lãnh đạo đất nước. Lãnh đạo LFI John luc Mélenchon cho rằng chính những chính sách của ông Macron là lý do dẫn đến bất ổn dân sự như ở vùng lãnh thổ hải ngoại New Caledonia của Pháp. Biểu tình bùng phát tại New Caledonia tháng trước sau khi Quốc hội Pháp thông qua đề xuất sửa đổi hiến pháp, trong đó cho phép những người sống ở quần đảo này ít nhất 10 năm được quyền tham gia các cuộc bầu cử tại đây khiến người bản địa Nắc bất bình, giới lãnh đạo địa phương cho rằng động thái sẽ khiến lá phiếu của người Nắc mất giá trị. Kết quả bầu cử Nghị viện châu Âu cho thấy, đảng RN nhận được 31,3% phiếu bầu, gấp đôi mức mà đảng Phục hưng theo đường lối trung dung của tổng thống Macron giành được. Ông chủ điện Elise sau đó quyết định giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử sớm với hai vòng dự kiến diễn ra vào ngày 30 tháng 6 và mùng 7 tháng 7 nhằm chặn đa tiến của RN và các đảng cực hữu.